Hình như lâu rồi mình chưa có hướng dẫn các bạn cách render làm sao cho nó nhanh, cho nó dễ và nó còn chuẩn nữa. Rồi mình cũng chưa có hướng dẫn các bạn làm sao để render theo cái dạng là alpha, giống như render ra những cái hình graphic PNG như thế này nè. Thì hôm nay mình sẽ dành ra 3 phút để mình hướng dẫn các bạn nhanh về cái đó ha. Mình để dự hô đến từ channel của anh đây. Còn bây giờ thì chúng ta vào trong phần hướng dẫn. Đầu tiên á, ở cái dòng format thì mọi người sẽ gặp hai cái codec được sử dụng nhiều nhất, đó chính là H.264 và H.265. H.264 là một cái codec tiêu chuẩn và được sử dụng cực kỳ rộng rãi luôn. Gần như mọi người render đều sử dụng cái codec này. Còn H.265 á, thì nó cũng tương tự như thằng kia thôi, nhưng mà cái khả năng nén file video của nó tốt hơn rất là nhiều so với lại cái thằng H.264 trước đó. Cho nên là cùng một cái video, cùng cái chất lượng thì thằng H.265 nó sẽ cho ra dung lượng nhẹ hơn rất là nhiều. Cơ mà lời khuyên của mình thì vẫn muốn là các bạn sử dụng H.264 cho những công việc nó bình thường hoặc up lên internet á. Thứ nhất là nó phổ biến và máy nào, phần mềm nào nó cũng hỗ trợ để đọc cái H.264. Rồi, tiếp theo là phần preset. Nếu như bạn nào chỉ render bình thường chả quan tâm gì đến chất lượng nhiều á thì cứ để cái dòng là Maxwell High Bitrate cho mình. Nhưng khi các bạn render mà muốn tối ưu về mặt dung lượng và chất lượng thì hãy chọn cái dòng Quality và nó sẽ có những cái preset Full HD 4K ở đây cho các bạn. Chọn những cái preset này để cho cái phần mềm nó set lại cái bitrate phù hợp với lại cái chất lượng video của chúng ta. Nói chung là video của bạn nó có chất lượng cao và có độ chi tiết cao thì cái bitrate nó cũng phải phù hợp với lại chất lượng video đó. Còn không á, thì các bạn có thể set tay theo những cái chuẩn, ví dụ như YouTube nó đưa ra ở đây Full HD 60fps thì cần bao nhiêu bitrate cho vừa đủ, thì người ta cũng sẽ cung cấp những cái chuẩn khung hình kèm với lại bitrate kèm với FPS, các bạn có thể tự tham khảo. Còn nếu ai mà lười á, thì cứ tích thẳng vào trong cái phần render maximum này cho mình. Đương nhiên thì nó cũng sẽ có cảnh báo ở bên phải cho các bạn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta tới với việc render alpha thì rất là dễ. Ở đây mình có một cái graphic và cái nền nó trống không nha, không có gì hết, không có background nha. Sau đấy bấm phím Ctrl M để hiện lên cái mục render, chọn vào trong cái format là QuickTime. Sau đó xuống dưới cái mục video, các bạn vào cái dòng video codec á, chọn cho mình cái dòng là animation. Giờ tới bước cuối nè, các bạn kéo xuống một xíu nữa sẽ thấy hai option 1.8 bình thường và 8 cộng alpha, thì các bạn tích vào trong cái dòng 8 cộng alpha. Thế nói xong rồi đó, bấm render là ra sản phẩm ngay. Bây giờ mang cái video hồi nãy chúng ta vừa render bỏ vào trong cái nền background này, các bạn sẽ thấy cái kết quả đó. Và bây giờ nó là một cái video không có nền mà các bạn có thể mang đi đâu tùy thích, chứ không cần phải vác cái graphic đi chỗ này chỗ kia rồi chỉnh qua chỉnh lại, nó rất là nặng máy. Và như vậy là chúng ta đã đi xong cái phần về render, thì mấy kiến thức này mình cũng giảng rất là kỹ trong khóa học biên tập Premiere chuyên nghiệp của Quad đây, cũng như giảng kỹ các bạn ở trên đây vậy. Hy vọng là nó có thể giúp cho các bạn render nhanh hơn, tốt hơn, các bạn hiểu rõ là lúc nào cần, lúc nào không cần, rồi nó nhẹ nhàng hơn, chất lượng cao hơn. Rồi chưa kể là chúng ta còn có thể render theo kiểu là alpha để có thể để dành ra những cái video để sau này có thể xài, đặc biệt là nhiều bạn mà hay dùng mấy cái like, subscribe này, hoặc là kênh YouTube, rồi Facebook, rồi Instagram thông tin info này nọ, chúng ta xuất ra cái alpha, sau đó lần sau chúng ta chỉ cần kéo cái video đó vào là được ha. Nếu như thấy cái video này bổ ích á, thì nhớ tặng tụi mình like, một subscribe. Còn nếu như mà các bạn muốn tham gia vào trong group tổ quà để giao lưu với nhiều bạn editor mới khác thì ở đây. Còn bạn nào thích anime thì ở đây mình có một kênh anime Rewind của quả anh đây. Thì chuyên làm về mấy anime review này nọ, thì các bạn có thể đăng ký ủng hộ tụi mình với nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết tới đây. Bye bye.